Xin chào các em, ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em sửa bài tập bài học số 6 nha. Bài học lũy thừa với số mũ tự nhiên nha, của sách kết nối tri thức với cuộc sống nha các em. Hiện tại là hôm nào tôi dạy các em tập trung, tôi dạy trong sách cánh diều ha. Còn cái khu vực ở dưới Kim Giang này tôi thấy là học kết nối tri thức với cuộc sống nè. Đó, mà tôi thấy năm nay tự nhiên là thấy khoảng ba bộ sách khoa nữa. Ở chân trời sáng tạo gì nữa ha, cũng khá là nhiều sách. Rồi, vậy thì các em, tôi sẽ hướng dẫn các em trước khi dựa vô bài tập, tôi sẽ hướng dẫn các em lý thuyết này sơ sơ một chút xíu, rồi tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp em vô bài tập nha. Các em, về công thức, một số công thức lý thừa các em cần nhớ đối với chương trình lớp 6 em. Hiện tại các em có 3 công thức nha. Vậy thì các em quan sát nha, công thức đầu tiên nha. Lũy thừa bậc n của x nha các em. X mũ n các em. X mũ n có nghĩa là gì em? Bằng x nhân x chấm 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 nhân x là n thừa số x nha. Có nghĩa là em thấy n là số bao nhiêu thì cái x nó sẽ xuất hiện bấy nhiêu lần nhân nhau nha. Ví dụ là x mũ 2 thì em có 2 con x nhân nhau, x mũ 3 thì em có 3 con x nhân nhau, ý là như vậy. Hoặc là các em để ý nè, hoặc ở đây tôi sẽ cho các em một ví dụ nè các em nha. Các em quan sát ví dụ nha. Đây là công thức rất là cơ bản, nó rất là dễ ha. Ví dụ 2 mũ 2 thì em lấy 2 con 2 nhân nhau, thì em đã đáp án bằng mấy? 4 nha. Hoặc ví dụ này em có 3 mũ 3, thì em lấy 3 con 3 nhân nhau, 3 x 3 bằng 9, 9 x 3 bằng bao nhiêu các em? 27 chẳng hạn. Hoặc là em có 5 mũ 2, 5 mũ 2 thì em có 2 con 5 nhân nhau, 5 x 5 bằng 25. Em hiểu không? Vậy thì công thức này cần phải nhớ nha. X mũ n bằng x nhân x nhân x n thừa số x. Và nhớ nè, x người ta gọi là cơ số, n đó là số mũ nha các em, là số mũ á. Ví dụ là mình đọc nè, 2 mũ 2 nè, 3 mũ 2 nè, 5 mũ 2 nè các em. Đó, sau này mũ 2 người ta có thể nói là bình phương nè, 2 bình phương nè, mũ 3 gọi là lập phương chẳng hạn, 3 lập phương chẳng hạn. Đó, nhưng cái phần đó tôi nói sau nha các em nha. Đó. Rồi, phần tiếp theo các em cần phải nhớ nè, công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Nha, công thức nè, x mũ n nhân x mũ m bằng x mũ n cộng em. Có nghĩa là muốn nhân hai lũy thừa cùng cơ số thì ta giữ nguyên cơ số cộng mũ cho nhau nha các em, rất là đơn giản, cộng mũ cho nhau là xong rồi. Vậy thì có nghĩa là tôi đã hướng dẫn các em rồi nha, muốn nhân hai lũy thừa cùng cơ số thì ta giữ nguyên cơ số cộng mũ cho nhau. Tôi cho các em một ví dụ cho các em dễ làm ha. Ví dụ nè, mai mốt em ví dụ có 2 mũ 7 chẳng hạn, rồi nhân cho 2 mũ 3 chẳng hạn. Nhân 2 mũ 3 đi nha. 2 mũ 3 thì em giữ nguyên cơ số, em cộng mũ cho nhau các em nha, cộng mũ cho nhau thôi. Làm lấy 7 cộng 3 bằng 10 thì bằng 2 mũ 10. Dễ không các em? Đó. Vậy thì nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số cộng mũ cho nhau. Rồi, phần tiếp theo các em cần phải nhớ nè, chia hai lũy thừa cùng cơ số thì ta giữ nguyên cơ số, bên kia là cộng đúng không? Nhân thì cộng, còn chia thì cái này là trừ số mũ cho nhau, trừ các số mũ cho nhau. Và nhớ là điều kiện n phải lớn bằng m nha các em nha. Rồi, ví dụ nè, đó là công thức nha các em. Ví dụ là em gặp ví dụ là 5 mũ 10 đi, chia cho 5 mũ 2 đi, thì các em giữ nguyên cơ số là 5, em trừ mũ cho nhau. Em lấy 10 em trừ đi 2 thì các em được mấy? Được 8 nha các em. Đó, rất là đơn giản đúng không? Đó, vậy là có 3 công thức lý thừa cần phải nhớ nha. Vậy thì trước khi vô bài tập tôi nhắc thêm lưu ý một chút xíu. Nhớ nè, tất cả mũ 0 lên đều có đáp số bằng 1. Nhớ nha, a mũ 0 bằng 1, hoặc là 2 mũ 0 bằng 1, 3 mũ 0 bằng 1, 5 mũ 0 bằng 1. Đó. Và a ghi không ghi gì hiểu đó là a mũ 1. Giống như gọi là tàng hình các em. Đó, a không ghi gì hiểu là a mũ 1 nha các bạn. Nha các em. Hoặc ví số 2 không là em hiểu là 2 mũ 1. Hoặc số 5 không thì em hiểu đó là 5 mũ 1. Nhớ nha. Đó. Vậy thì tôi sẽ hướng dẫn vô bài tập cho các em nha. Vậy thì các em quan sát vô bài tập nè. Rồi, bài tập đầu tiên ha, người ta là yêu cầu viết cách thức sau dưới dạng một lũy thừa. Vậy viết dưới dạng một lũy thừa này các em. Vậy thì câu số 1 nha, 1A. Vậy thì em quan sát nè, 9 nhân 9 nhân 9 đó, nhân 9, 5 con số 9 nhân nhau đúng không? Quá trời luôn nè, đó. 1 số 9 là 2 số 9 là 3 số 9 là 4 số 9 là 5 số 9 nè. Vậy thì vậy đây là 9 mũ mấy các em? Đó, 9 em thấy xuất hiện 5 lần đúng không? Đó, tổng cộng 9 xuất hiện 5 lần, vậy thì đây là 9 mũ 5 nha. Vậy thì em ghi vào 9 mũ 5. Được không?
Hoặc là em có thể dùng công thức gì? Nhân hai hoặc là nhiều lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số chính là cộng mũ cho nhau. Các em thấy không? Đây là một nè, đây một là một cộng một là hai nè, cộng một ở đây nó là ba nè, cộng một nó là bốn nè, cộng một đây nó bằng mấy em? Năm. Vậy cũng được nhé em. Rồi tiếp tục câu B. Ồ, 10 nhân 10 nhân 10, em thấy bốn con 10 nhân nhau. Vậy thì chắc ăn đó là 10 mũ mấy các em? 10 mũ 4, đúng không? À, 10 mũ 4. Dễ không? Nhưng câu B các em phải để ý một chút xíu này. Trời ơi, 5 tháng nhân 5 nhưng mà ở đây tự nhiên thấy có 20 năm. Vậy thì lúc này các em 20 năm lúc này các em phải tắt ra, tự tắt ra nha. Cái này các em tự tắt nha, tôi không ghi nữa nha các em nha. Ở 20 năm em hiểu là lúc này tôi sẽ đưa về 5 nhân 5. Đúng không? 5 nhân 5 bằng 20 năm. Nó với cùng cơ số chứ các em, đúng không? Vậy thì lúc này em nhìn thấy là 5 nhân 5 nhân 5 nhân 20 năm tắt bằng 5 nhân 5. Vậy thì tổng cộng em đếm coi tổng cộng có mấy số 5. 5 số 5 nhân nhau. Vậy thì các em ghi là 5 mũ 5. Em hiểu ý tôi nói không? Rồi câu D cũng vậy thôi. Ô cái này thì dễ rồi. Bao nhiêu con A các em? Nhìn coi 1, 2, đúng không? 3 nè, 4 nè, 5, 6 A nhân nhau. Vậy thì A mũ mấy các em? A mũ 6. Các em hiểu không? Đó, rất là đơn giản đúng không? Rồi, vậy thì tiếp tục các em hướng dẫn các em câu sang câu tiếp theo nha. Rồi các em quan sát sang câu 1.37 nha, hoàn thành vào bảng bảng sau vào vở ha. Ồ, lũy thừa là 4 mũ 3 nè, ha. Cơ số là số mấy điền ra, số mũ là bao nhiêu, giá trị lũy thừa là nhiêu, phải tính ra các em nha. Vậy thì rất là đơn giản nè, các em quan sát nè. Rồi, 4 mũ 3 thì cơ số chắc ăn là cơ số là 4, số mũ là 3. Vậy các em điền vô được không? À, tôi điền vô đây cho các em luôn nha. Rồi. Cơ số của nó là số 4, đúng không? Số mũ của nó là bằng bằng 3, đúng không? Và giá trị của nó, lúc này em tính ra 4 mũ 3 thì em 4 mũ 3 là 3 con 4 nhân nhau. Đó. 3 con 4 nhân nhau, 4 x 4 bằng nhiêu? 16, 16 x 4 nữa thì các em được bằng 64. Các em hiểu ý tôi nói không? Đó. Rồi tiếp tục nha các em. Giờ đây người ta cho cơ số là 3 mũ là 5, vậy thì 3 đây là 3 mũ 5 các em. Đúng không? 3 mũ 5. Đúng không? Giờ tính 3 mũ 5 bằng 5 con 3 nhân nhau nè, 3 nè nhân cho 3 nè, nhân cho 3 nè, nhân cho 3 nè, 5 con 3 nhân nhau 5 mũ 3 nè. 3 mũ 5 là 5 con 3 nhân nhau đúng không? Đó, 3 3 3 là 9 nè, 3 3 là 9 nè. Đó, 9 9 81 nè các em. Rồi 81 em nhân cho 3 nữa là xong rồi, đúng không? 81 nhân 3 lúc này các em là bằng nhiêu? 243, đúng không? Vậy các em điền vô nha, đây là 243. Hiểu không các em? Rồi, câu hàng cuối nè. Cơ số là 2, mũ là mấy? Lên về để bằng 128. Wow, cái này căng nha, cơ số là 2. Giờ mũ chưa có luôn, đúng không? Đó. Cơ số là 2 chắc anh có thể điền để 2, 2 mũ mấy chưa biết nè. Đó, tí mình sẽ ghi sau nha. Vậy thì 2 mũ mấy đây? Hai mũ mấy lên để bằng 128. Mình lúc này mình có thể làm đoán mò đúng không? Mình lấy thử 2 nhân 2 coi. Bằng 4 nè, 4 nhân 2 bằng 8 nè, 8 nhân 2 bằng 16 nè, 16 nhân 2 bằng nhiêu các em? 32. 32 nhân 2 bằng 64, chưa đủ. Tới đây là mới là 64 rồi, đúng không? 64 nhân 2. À, 64 nhân 2 thì chắc ăn lúc này bằng 128 các em. Vậy thì ở đây đếm coi 2 4 6 7 con 2. Vậy thì lúc này mũ là mũ mấy? Mũ 7 đúng không? Và mũ này đúng này, điền điền vô đây nào, lũy thừa bao nhiêu, hai mũ mấy các em? Chắc hẳn là 2 mũ 7 đúng không? Điền vô đây ha, 2 mũ 7, thấy chưa, hoàn chỉnh bài nha các em nha. Rồi các em quan sát tới câu số 3. Câu số 3 là tính thôi. Tính giá trị 2 mũ 5, 3 mũ 3, 5 mũ 2 và 10 mũ 9 nha. Vậy thì mình tính nha các em nha. Vậy thì đầu tiên là các em. Rồi, tôi sẽ trình bày câu A trước ở đây cho các em coi nha. Câu A nè. 2 mũ 5 mình tính ra ha. Câu B là 3 mũ 3 nè. Câu C là 5 mũ 2 nè. Câu D là 10 mũ 9, đúng không? Sau này các em giỏi em khỏi cần ghi ra được luôn nha. Em nhìn vô viết đáp án luôn cho thôi nha. 2 mũ 5 thì lúc này em phải xác định là có 5 con số 2 nhân nhau nha. 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2, 5 con số 2 nhân nhau. Rồi lúc này em nhân từ từ em nhân thôi, đúng không? Có gì đâu. Rồi, 2 nhân 2 bằng 4 nè, 4 nhân 2 bằng 8 nè, 8 nhân 2 16 nè, 16 nhân 2. Ok. Đáp số bằng 16 nhân 2 bằng bao nhiêu các em? 32.
đúng không? Ba ngũ ba là ba con số 3 nhân nhau, 3 nhân 3 nhân 3. Mấy em học rồi, 3 nhân 3 quá đơn giản bằng 9, mà 9 nhân 3 thì bằng bao nhiêu? 27. Đúng không? Rồi tiếp tục nè, 5 ngũ 2 là hai con 5 nhân nhau. Nha, đừng có lấy 2 nhân 5 nha, có nhiều em quên lấy 2 nhân 5 mà tiêu đó nha. 5 ngũ 2 đọc ngược lại có hai con số 5 nhân nhau thì 5 nhân 5 các em biết rồi đó, bằng 25. Rồi. 10 ngũ 9. Các em 10 ngũ 9. Nhiều em viết 10 9 con số 10 vô được không? 9 con số 10 nhân nhau thì em chỉ cần viết số 1 đi. 9 số 0 là sao được rồi, đúng không? Còn thích thì em vẫn ghi 9 số 10 nhân nhau cũng được. Nghe đó. Nhưng mà ở đây nè, giờ 10 mũ bao nhiêu lên thì em thêm bao nhiêu số 0 thôi. Nè, 10 ngũ 9 thì em thêm 9 số 0 vô. Em viết số 1 em thêm 9 số 0 là xong. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đúng không? À, thấy chưa? Đấy. Tương ứng 10 ngũ 9 là 1 tỷ đó các em. Nghe các em. Rồi. Rồi các em quan sát đến câu số 1.39 nha. 1.39 là gì? À, viết các số sau nha. À, viết các số sau. Thành tổng các giá trị, tổng các giá trị của số nó bằng cách dùng lũy thừa của 10. Ở đây trước tiên tôi sẽ làm chậm cho các em trước ha. Tôi nói trước rồi tôi sẽ làm nói phương pháp giải trước, xong rồi tôi sẽ hướng dẫn các em nha. Hướng dẫn các em làm nhanh luôn á, không có làm chậm nha. Đó, ở đây có số nè, 215 nè, là một số nè, 902 nè, rồi 2020 nè, rồi bao nhiêu em, 883.000 nè, đó, 001 nè, đúng không? Rồi giờ tôi sẽ tắt này cho các em coi ha. Đó. Em đọc kỹ nè. Người ta này viết các số sau thành tổng nha, nè, đang đang nó đang đang là số này, ví dụ 215 là số có ba chữ số mà tắt thành tổng nha. Giống như các em còn nhớ cái lý thuyết học ở đầu năm các em học á. Ví dụ đây là số có hai chữ số thì em sẽ tắt là gì? A nhân 10 đúng không? Cộng cho B đúng không? Đấy, đúng không? Nếu ba chữ số là A, B, C, các em còn nhớ không? Trong những bài đầu về số tự nhiên á, cũng đã nói điều này rồi đúng không? À, ghi số tự nhiên đó các em. À, A đúng này hàng trăm phải A nhân 100 không? Đúng không? À, B nhân 10 đúng không? Và cuối cùng là cộng C đúng không? Vậy thì ở đây các em 215 á, em để ý là tắt thành tổng bằng cách dùng lũy thừa của 10 nha, có lũy thừa của 10 nha. Có nghĩa là 215 là các em, tôi sẽ nói ở ngoài thôi, 215 á, tôi sẽ tắt là bằng 2 nhân 100 cộng 1 nhân cho 10 và cuối cùng là cộng 5 nha, cộng 5 nhân 10 cũng không đó các em. Em học rồi. Tất cả mũ không đều bằng 1 á, nhưng mà không thần mũ không thì chẳng cần ghi đâu nha. Đó, mũ không đừng có ghi vô làm chi nha. Mệt lắm. Đó, rắc rối thêm. Rồi. Vậy thì lúc này có thể tắt đây nè. Đây vậy mình tắt thành tổng mà có gì bằng cách dùng lũy thừa của 10. Vậy thì sẽ tắt là bằng 2 nhân 10 100 là 10 ngũ 2 đúng không? Rồi nhân cộng 1 nhân 10 ngũ 1 và cuối cùng là cộng 5. Đó. Nhưng mà khi làm á thì người ta là dùng lũy thừa nha, của 10 nha, phải viết lũy thừa chứ không để 100 được. Vậy thì em sẽ tắt ra nè. 2 đúng không? Là chữ số hàng trăm đúng không? Phải tắt ra 10 mũ 2. Em hiểu không? 100 là 10 mũ 2 nè, thấy chưa? Rồi cộng cho 1 nhân cho 10 mũ 1. 10 mũ 1 khỏi ghi, cộng cho 5 nha. Thích thì ghi 10 mũ 0 cũng được nha, tùy các em thôi, chẳng có sao hết nha các em. Rồi. Vậy thì tương tự các em thử làm 902 coi, cũng như vậy thôi các em. Làm y chang bài đó luôn nha các em. Rồi, giờ tôi sẽ tập cho các em nha. 902 à, 900 là 9 nhân 100, 9 nhân 100 có nghĩa là 9 nhân cho 10 ngũ 2. À, cộng cho 0 nhân cho 10 ngũ mấy em? À, 0 là chữ số hàng chục thì nhân cho 10, đúng không? Đó, và cuối cùng là cộng 2. Cộng 2 nhân 10 mũ 0 á, mà mũ 0 thì 1 ghi làm gì, đúng không? Một nhân số đó vẫn không thay đổi. Em hiểu vấn đề tôi nói không? Rồi cuối cùng tiếp tục 2020 mình sẽ đặt là số 2 đầu tiên là nó ở hàng nghìn đúng không? Vậy thì lúc này 2 nhân 1.000 mà 2 nhân 1.000 á, 1.000 là có là tắt ra vào 10 ngũ mấy các em? Có phải là 10 ngũ 3 không? Rồi, số 0 tiếp tục là hàng trăm nhân cho 10 ngũ mấy? 10 mũ 2. À, và cuối cùng số 2 là hàng chục phải nhân cho 10. Và cuối cùng là số 0 là cuối cùng là chỉ số hàng đơn vị nha. Đó. Rồi, tiếp tục. Hoặc khỏi ghi không cũng được các em, chẳng có sao hết nha. Rồi tiếp tục là đến 883.001.
À, 0,01. Vậy thì em quan sát này. Số gì? Số 8 đầu tiên là đóng vai trò là hàng gì? Hàng gì em? Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, chục nghìn, hàng trăm nghìn đúng không? Đó, vậy thì mình sẽ tắt là bằng 8. Em đếm sau là 1 2 3 4 5 số còn lại. Đó, chắc ăn là 100 nghìn mà, đúng không? À, 10 mũ 5 không? Tiếp tục số 8 tiếp theo. Đó. Hay là em nhìn từ 8 lui sau còn 4 số là nhân cho 10 mũ 4 cho đúng không? Nha. Rồi cộng 3 nhân cho 10 mũ mấy em? À, 10 mũ 3. Đúng không? Cộng cho 0 nhân cho 10 mũ 2. Được không? Nó thiếu chỗ rồi chắc là tôi đây tôi viết lui vô đây ha. Rồi. Rồi cuối cùng tiếp tục là cộng 0 nhân cho 10 mũ 1. Và cuối cùng là cái số cuối cùng là hàng đơn vị là số 1 thôi các em. Đó. Đơn giản lắm em. Đó tắt vậy thôi. Để yêu cầu như vậy đó. Các em nha. Em quan sát đến câu 1,40 nha, người ta yêu cầu tính 11 mũ 2 nha. Rồi 3 số 1 mũ 2 nha, đến đến từ đó suy ra 4 số 1 mũ 2 bằng bao nhiêu nha. Vậy thì giờ tôi phân tích nè. Rồi 11 mũ 2 mình có thể tính nè. 11 mũ 2 là hai con 11 nhân nhau đúng không? Sau này em giỏi em khỏi cần ghi bước này ha. Mình lúc này mình sẽ nháp ra ngoài, đúng không? Mình này nháp ra. 11 nhân cho 11, cái này là phương trình phép nhân quá đơn giản đúng không? 1 nhân 1 bằng 1, 1 nhân 1 bằng 1 đúng không? Tiếp tục lấy 1 tiếp theo nhân lên. 1 nhân 1 bằng 1, 1 nhân 1 bằng 1, rồi cộng lại quá đơn giản 1 2 1. Đúng không? Vậy đáp số bằng 121. Đúng không các em? Rồi. Rồi, tương tự tiếp tục người ta yêu cầu mình nè, làm thêm một cái nữa. Nha. À, ba con số 1 mũ 2 lên rồi. À, bằng bao nhiêu nha? Rồi từ đó suy ra 4 con 1 mũ 2 đi. Và tôi nghĩ là nó chắc ăn nó có quy luật nha. À, vậy thì tôi sẽ làm thêm một con nữa nha. Đấy, 111 đúng không? 111 mũ 2 chính là 111 nhân cho 111. Đúng chưa? Rồi bạn. Rồi giờ tôi sẽ đặt phép tính nó nhân cho các em coi. Trời ơi, nhân số 1. Có nào mà dễ hơn cái này nữa đúng không các em? 1 nhân 1 bằng 1, 1 nhân 1 bằng 1, 1 nhân 1 bằng 1. Tiếp tục hàng thứ hai. 1 nhân 1 bằng 1 này. Cứ số số 1 không. Tiếp tục hàng số 3 cuối cùng 1 nhân 1 bằng 1, 1 nhân 1 bằng 1, 1 nhân 1 bằng 1. Trời ơi nó dễ không em? Nè. Hạ xuống 1 nè, 2 nè, 3 nè, bao nhiêu em? 2 nè, 1 nè. Vậy đáp số của nó nè, bao nhiêu các em? Tôi ghi lại nha. 1 2 3 à 2 1 nha. 1 2 3 2 1. Rồi tới đây em rút ra, rút ra. Từ đó nha, từ đó dự đoán kết quả nha. Này mình sẽ dự đoán nè. Em thấy không? Có hai con số 1 thì em lấy 1 với 2 rồi xuống 1. Còn ba số 1 thì em đoán là 1 2 3 rồi hạ xuống 2 1. Đúng không? À, em thấy là cái này tăng lên là tăng lên tới số 3 rồi nó hạ xuống là hạ xuống vậy. À, theo số 3 là tới đây là ba số 1 thì tới con số 3. Đó, này hạ xuống là 2 1. Vậy thì tương tự mình đoán coi, 4 chữ số 1, 4 chữ số 1 mũ 2 lên. Vậy thì lúc này chính là 1 2 3 4. Rồi 3 2 1. Đúng không em? Đó, các em hiểu ý tôi nói điều đó không? Đó, lúc này mình sẽ dự đoán nha. Dự đoán nào. Rồi tí mình tôi thấy máy tính là tôi kiểm tra cho các em. Lúc này mình dự đoán là 4 con số 1 mũ 2 lên. Vậy thì đáp án là 1 2 3 4 rồi hạ xuống 3 2 1. Các em hiểu ý tôi nói không? Đó. Rồi, vậy thì ở đây giờ tôi không có nhân nữa ha. Giờ tôi lấy máy tính ra tôi thử cái dự đoán mình có đúng hay sai nha các em nha. Đó. Rồi, tôi coi nó làm máy tính nè, tôi 1 2 3 4 số 1 đúng không? Mũ 2 này các em. Đó, tôi bấm bằng nha. Bằng 1 2 3 4 3 2 1. À, vậy thì sau này có thể 5 số 1, ví dụ 5 số 1 mũ 2 thì em nên biết là đáp số này 1 2 3 4 5. Đúng không? 1 2 3 4 5. Rồi, 4 3 2 1. Đó, rất là đơn giản đúng không các em? Rồi, các em trình bày vào nha. Rồi, các em quan sát đến câu 1,41 nha các em. À, tôi dạy một câu 1,41 này. À, người ta cho biết hai mũ 10 bằng 1024 và yêu cầu tính hai mũ 9 nha, hai mũ 9 và hai mũ 11. Ồ, người ta không bắt không không cho mình tính, ví dụ như hai mũ 9 là 9 con 2 nhân nhau, người ta không cho tính điều đó mà phải dựa theo là hai mũ 10 là bằng 1024 là 1024, sau từ đó tính là hai mũ 9 và hai mũ 11. Vậy tính như thế nào? Các em coi tôi hướng dẫn nha. Coi nào. Hai mũ 10 làm sao được hai mũ 9? Vậy thì em nhớ nè, em học mấy mình học là chia hai lũy thừa cùng cơ số đúng không?
đúng không? Mà a mũ n chia a mũ m được à, đúng không? Ta giữ nguyên cơ số trừ mũ cho nhau mà, đúng không? Vậy thì mình sẽ vận dụng công thức này để mình xử lý. Rồi, mình muốn tính hai mũ chín đúng không? Rồi, vậy thì hai mũ chín nè. Em quan sát nha. Hai mũ chín có phải là bằng hai mũ 10 chia cho hai mũ một không? Hai mũ một người ta không có ghi đâu nha. Đó, cái mũ không ghi hiểu là mũ một đó. Có phải hai mũ chín không? Trời ơi, vậy thì hôm nay mình thay vô này các em. Đó, hai mũ 10 là các em, hai mũ 10 thì tôi thay bằng 1024. Thay bằng 1024. Tôi chia cho 2. Em hiểu không? Mà 1024 chia 2 thì bài toán trở thành quá dễ luôn rồi, đúng chưa? Vậy thì mình chia thôi. Mình lấy 10 chia 2 này là được 5 là đúng không? Rồi 2 chia 2 được 1 này, 4 chia 2 được 2 này. Vậy thì 2 mũ 9 này bằng 512. Các em hiểu ý tôi nói không? Đơn giản đúng không? Rồi giờ tương tự là làm sao mà ra 2 mũ 11 được cái này. Rồi, trước khi làm tôi nhắc lại công thức nữa. Rồi, công thức mình gì? Mình học là gì? Nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số cộng số mũ cho nhau đúng không? N cộng M. Đúng chưa? Vậy thì ở đây hai mũ 10 gì? Hai mũ 11 đó các em, có phải là bằng hai mũ 10 nhân cho hai mũ 1 đúng không? Đúng không? Thì hai mũ 10 nhân hai mũ 1 thì bằng hai mũ 11 cộng mũ lại. Mà hai mũ 10 người ta cho bằng bao nhiêu? 1024. Mình nhân cho 2 ra đáp số các em. Trời ơi, 1024 mình nhân 2 quá đơn giản rồi. Đáp số bằng nhiêu? 2048. Đó, 2 mũ 1 bằng 2048. Các em hiểu ý chỗ nói không? Rồi, các em chỉnh mày vào nha. Rồi, các em quan sát đến câu 1.42 nha. À, người ta yêu cầu tính. Trời ơi, 5 mũ 7 nhân 5 mũ 3. Mũ lớn quá các em. 5 mũ 7 nhân mũ 3, 5 mũ 3 thì em có thể dùng công thức gì? À, công thức này các em. À, nhân hai lũy thừa cùng cơ số các em. Đúng không? Giữ nguyên công cơ số cộng số mũ lại ha. Vậy thì em giữ nguyên cơ số là 5 nè. À, em cộng số mũ lại 7 cộng cho 3 phải bằng 10 không? 5 cũng 10. Trời ơi, 5 số 5 mũ 10 thì là 10 có 5 nhân nhau đó em. Ồ, tính hơi cực đó nha. Nhưng mà ở đây tôi vẫn hướng dẫn em tính tay xong rồi lấy máy tính kiểm lại nha. Đó, chứ đừng có lạm dụng máy tính quá nha. Giờ 5 mũ 10 thì chắc ăn là 10 có 5 nhân nhau rồi đó. Giờ viết ra coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con số 5 nhân nhau các em. Trời ơi mà nhân kiểu này hơi mệt đó nha. Giờ mình sẽ tách ra khoảng 5 con, mình gom 5 con lại thôi. Đó, 5 con lại là mình nhân cho nó dễ ha. Đừng có nhân nguyên một cái tù tì nhân từ dưới lên trên là cực lắm. Em trước tiên em tính nè, cái này em tính nhẩm được nè. 5 nhân 5. À, 5 nhân 5 bằng 25, 25 nhân 5 bằng 125. Đúng không? 125 nhân cho 5. 125 nhân 5 là nhẩm cái nhẩm được không? Là 625. Rồi 625 nhân 5 nữa nha. Tôi nháp ra là đi cái này số lớn quá, 625 nhân 5 vô nữa, được không? Này nhân cho 5 5 25 nhân 2 nè, đúng không? 2 5 10 2 nhân 1, 56 30, đúng không? Vậy là 3120. Các em thấy không? Vậy thì 5 số 2 nhân nhau thì các em được đáp số bằng 3000 bao nhiêu? 125. Vậy có nghĩa là khúc này nè các em, 5 con đầu mình sẽ nhân này là bằng 3125 và tương tự 5 con sau cũng vậy nữa, 3125. Thấy chưa? Vậy tới đây mình chỉ cần thực hiện phép tính rất là đơn giản, lấy 3125 nhân cho 3125 thôi, đúng không? Rồi em nhép ra ngoài nè, nhép ra nè, 3125 em nhân cho 3125. Cái này em cứ cứ nó thực hiện phép nhân giống hệt như cấp 1 các em học đó. Nè, nhân cho 5 nhân 5 25 nè. Đó 25 10 với 2 nhớ 1 đúng không? Vậy này 6 nè, 35 15 nè. Đúng chưa? Rồi tiếp tục hàng thứ hai nè, 2 nhân 5 bằng 10 nè. 22 4 nè, nhớ 1 là 5 nè. 21 là 2, 2 nhân 3 bằng 6 đúng không? Hàng số 3. 1 nhân 5 bằng 5 nè. Rồi tiếp tục là gì? 1 nhân 2 bằng 2 nè, 1 nhân 1 bằng 1 nè, 1 nhân 3 bằng 3 nè. Hàng cuối cùng là gì? Lấy 5 3 nhân lên, 3 5 15 viết 5 nhớ 1 nè đúng không? 6 này là 7 nè. Rồi là 3 nè. 9 nè. Rồi mình cộng lại thôi các em. Tới đây mình cộng lại là bình thường đúng không? Rồi mình cộng lại coi. Xong rồi mình kiểm đến máy tính kiểm tra nha, cộng dọc xuống. Ồ, 5 nè, 2 nè, 6 nè, 15 nè, đúng không?
Rồi 10, 16 nè, 7 nè, 9 nè, đáp số là 9, 7, 6, 5, 6, 2, 5 nha. 9, 7, 9, 7, 6, 5, 6, 2, 5, được không? Vậy điền vô đi nha. Rồi, nó điền vô nha các em nha. 9, 7, 6, 5, 6, 2, 5. Trời ơi, tính này cũng thấy mệt mệt đúng không? Dài quá. Rồi, sau này các em có mấy số nếu mà to quá thì mình có thể dùng máy tính được nha. Nhưng mà cần thiết tính tay này phải tính được nha. Chứ nó lúc nào cũng phải ôm máy tính ra mà tính làm cái nguy hiểm lắm anh nha. Giờ tôi hướng dẫn các em bấm máy tính nè. Ai có máy tính thì lấy ra ha. Rồi. Khi bấm máy tính thì kiểm tra đáp án mau lắm chứ không cần phải nhân thực hiện như cái phương pháp lúc nãy ha. Rồi, mình sẽ lấy nè. Mình lấy 5 mũ 10 đúng không? Đó là 5 nè. Mũ nè. 10 nè. Bấm bằng ạ. 9,6, 5,6,2,5. Ok, đúng. Nè, hoàn toàn tôi sẽ làm chậm làm từ đầu này cho các con là 5 nè, mũ nè, 7 nè, giờ ở đây nè. Nhân cho 5 mũ 3 nhân nè, 5 nè, mũ nè, 3 nè, bấm cái bằng không? Giống không? 9,6, 5,6,2,5. Giống hết như vậy. Rồi, tương tự mình đến câu B. Các em quan sát câu B ha. Ồ, 5 mũ 8 chia 5 mũ 4 thì lúc này em phải nhớ gì? Nhớ công thức là gì? Chia hai lũy thừa cùng cơ số đúng không? Thì ta giữ nguyên cơ số trừ số mũ cho nhau này, 8 trừ cho 4 bằng mấy? 4. Đúng không? 8 trừ 4 bằng 4. Vậy thì 5 số 4 nhân nhau. Ồ, 5 số 4 nhân nhau thì cái dễ thôi. 5 nhân 5 bằng 25. Nhân 5 nữa là 125. 125 nhân 5 nữa bằng 625. Nha, kiểm tra máy tính này coi. Nha, nhiều lúc tôi nhầm nhỡ nó sai sao? Đúng không? Rồi 5 mũ 4 là 5 nè, mũ nè. Rồi mình thiếu số 5 rồi. 5 nè, mũ nè, 4 nè, bấm bằng ngay bằng 625. Ok, tôi đã nhập đúng. Các em hiểu không? Đó. Rồi các em trình bày vào nha, giờ tôi sẽ hướng dẫn các em sang câu tiếp theo. Câu tiếp theo là gì? Người ta cho một cái ví dụ này, 1 cộng 3 cộng 5. 4 con đó cộng lại bằng 9 mà 9 là bằng 3 mũ 2. Hay còn gọi là 3 bình phương nha. Người ta yêu cầu là viết tổng sau dưới dạng bình phương một số tự nhiên. Bình phương số tự nhiên thì các em gặp khá nhiều nha. Nè, bình phương số tự nhiên là 1 là 1 bình nè, 4 là 2 bình, 9 là 3 bình đúng không? 16 là 4 bình, 25 là 5 bình, 36 là 6 bình, 49 là 7 bình phương, đúng không? Đó. Cứ nhầm nè, nghe. Rồi vậy đầu tiên mình sẽ làm câu A trước cho các em nha. Rồi câu A nè. Trước tiên mình tính tổng nó đi, 1 cộng 3 cộng 5 cộng 7. Này cộng bình thường đâu phải dãy số dài đâu ha. Cộng bình thường ra đúng không? Hay là em lấy nè, lấy vài cộng cho nó nhanh nè. Nè, 3 cộng 7 bằng 10 nè, 10 cộng 6 nè, nó không 16, đúng không? Mà không thôi lấy 1 cộng 7 bằng 8, 3 cộng 5 bằng 8, 8 cộng 8 16. 16 là bao nhiêu bình phương em? Nhẩm ngay, nhớ không? Mình thử nhẩm đâu nè. 2 mũ 2 bằng 4, 3 mũ 2 bằng 9, 4 mũ 2 là hai con 4 với nhau là 16. 16 là 42. Kể mấy không? Đó, ta viết dưới dạng bình phương số tự nhiên nữa ha. Câu A. Đến câu B nè, 1 cộng 3 cộng 5 cộng 7 cộng với 9 đúng không? Lấy 1 cộng 3 cộng 5 cộng 7 bằng 16 rồi, 16 cộng 9 nữa thì bằng 25. 25 bằng bao nhiêu bình phương? 25 bằng bao nhiêu bình phương? Vậy chắc anh lúc nãy mình kiểm tra đây 4 mũ 2 16 rồi đúng không? Giờ 5 mũ 2 coi. 5 2 nhận trong đầu là 5 mũ 2 là 5 nhân 5 bằng 25. Trời ơi, đúng luôn. Vậy chính là 5 mũ mấy? 5 mũ 2. Các em hiểu ý tôi nói không? Đó. Rồi các em trình bày vào nha. Rồi các em quan sát đến câu 1.44 nha các em. Phải tận đố này em. Trái đất có khối lượng khoảng 60 nhân 10 mũ 20 tấn. Mỗi ngày mặt trời tiêu thụ khoảng 6 nhân 10 mũ 6 tấn khí hydrogen. Là khí hydro các em nha. Đó, viết theo kiểu quốc tế thêm chữ gen nữa thôi. Rồi, khí hydro các em. Sau này hóa lớp 8 các em mới được học mấy cái khí này nha. Hỏi mặt trời cần bao nhiêu giây để tiêu thụ hết một lượng khí hydrogen có khối lượng bằng khối lượng của trái đất? Tính làm sao đây? Khối lượng của trái đất bằng ngày đây mà cứ một giây nha, một giây thì mặt trời tiêu thụ hết bằng ngày tấn khí nè, họ cần bao nhiêu giây để tiêu thụ hết? Rất đơn giản, em lấy 60 nhân mũ 20 chia cho 4 nhân 10 mũ 6. Có nhiều em vẫn chưa hiểu đúng không? Tôi thử cho các em một ví dụ em hiểu lên nào. Ví dụ nè, ví dụ em có 1.000 đi, 1.000 đi, giả sử nha, 1.000 em mua được hai cục kẹo, hai cục kẹo
À, giống như một giây đó tiêu thụ bằng 4 nhân 6 nhân 10 mũ 6 tấn á nha. Một cục một 1.000 thì mua được hai cục kẹo. Vậy nếu em có 10 cục kẹo thì trước đây em có mấy ngàn em biết không? Phải trước đây em phải có 5.000 không? Có phải lấy 10 chia 5, 10 chia 2 không? Có phải bằng 5.000 không? Hiểu không? Đó, bài tập này giống như vậy thôi các em nha. Đó. Vậy thì muốn rất là đơn giản, muốn tính thời gian để gì? Để mặt trời tiêu thụ hết lượng hydrogen trên có khối lượng bằng khối lượng trái đất là tôi ghi là giải sẵn cho các em rồi đó. Em chỉ cần lấy bao nhiêu? 60 nha. Nhân 10 ngũ mấy các em? 10 ngũ 20. Đóng ngoặc lại. Chia bao nhiêu? 6 nhân 10 ngũ bao nhiêu em? 10 ngũ 6, được không? Đó, đó em chia thôi các em. Tới đây tôi làm vậy cho nên là tôi lấy 60 chia 6. Ok, 60 chia 6 thì được 10. 10 mũ 20 mà chia cho 10 mũ 6, chia hai lũy thừa cùng cơ số, giữ nguyên cơ số trừ mũ cho nhau, được không? Lấy 20 trừ đi 6 phải còn 14 không? Mà 10 mũ 1 nhân 10 mũ 4 thì bằng 10 mũ mấy? 10 mũ 15, đúng không? Đó, là xong. Còn thế thì ghi ra luôn cũng được nha. Đó. Thế thì ghi ra là nhiêu? 1 với 15 số 0 sau. Nha, 10 ngũ 15 giây, trời ơi rất là lớn nha các em nha. Đó, rồi các em trình bày vào nha. Rồi các em quan sát đến câu cuối cùng. Rồi theo các nhà khoa học thì mỗi giây cơ thể con người trung bình tạo ra 25 nhân 10 ngũ 15 nha các em. 25 nhân 10 ngũ 15 nha. Tế bào hồng cầu, wow, một giây mà tạo ra nhiều dữ ta. Tế bào hồng cầu. Tế bào hồng cầu khi em học học thì em biết ở đó giúp vận chuyển oxy đúng không? Đó, trong máu đó các em. Hãy tính mỗi giờ có bao nhiêu tế bào hồng cầu tạo ra. Có nghĩa là một giây thì tạo ra bằng này. Vậy hỏi một giờ thì tạo bao nhiêu? Chắc ăn là số lượng nhiều hơn rồi đúng không? Lúc này phải nhân hay chia các em? Phải chắc ăn là nhân rồi đúng không? Đó, một giây tạo ra bằng đó. Vậy thì hỏi một giờ, một giờ không không cùng đơn vị nha. Vậy trước tiên muốn bài giải bài này ấy, em phải đổi một giờ ra cho tôi nha. Rồi trước tiên là các em này đã có một giờ, các em đổi ra nha. Một giờ có 60 phút, một phút có 60 giây, vậy thì một giờ có 3.000 bao nhiêu? 600 giây nha. Đó, các em nhớ kỹ điều này nha. Vậy thì tính mỗi giờ có bao nhiêu tế bào hồng cầu tạo ra ha. Vậy thì em nói nè. Mỗi giờ số tế bào hồng cầu tạo ra là nha các em nha. Mỗi giờ số tế bào hồng cầu tạo ra là có nghĩa là một giây tạo ra 25 nhân 10 mũ 15, vậy hỏi 3.600 giây thì ra bao nhiêu? Rất đơn giản, em lấy 3.600 em nhân bao nhiêu? 25 nhân 10 mũ mấy? 10 mũ 5. Em lấy 36 nhân 25 đi. À, 36 nhân 25 em nhận được không? 36 nhân 25 chích ra 4, 4 nhân 25 100, nó còn 9, 49 36 900 đúng không? 900 rồi thêm 20 đây nữa này. Nhân 10 mũ 5. Còn muốn làm đẹp đẹp hơn là mất ốc cho đẹp lên nè các em. 9 có đằng sau có 4 có 0, có phải 9 nhân 10 mũ 4 không? Nhân cho 10 mũ 5 không? Có thích thì em để vậy luôn chẳng có sao đó. Có nhiều em thích vậy để bao nhiêu? 90.000 rồi thêm thêm 5 số 0 đằng sau cũng được đó, chẳng có sao luôn. Còn thích gom vô thì gom chẳng có sao. 9 nhân cho 10 mũ 9. Hoặc em viết cho 9 với 9 số 0 đằng sau thôi. Hồng cầu nha các em. Tế bào hồng cầu ạ. À. Các em hiểu không? Đó, em trình bày vào nha. Nếu video hay các em nhớ đăng ký kênh nha, like, share thật nhiều để cho tôi có động lực làm video tiếp theo nữa cho các em xem nha.